chào các bạn. Chắc hẳn trong cả lộ trình khóa học của MyFan thì các bạn cũng đã nắm được những kỹ năng cơ bản cũng như cái nhìn tổng quan về khóa học. Tuy nhiên, trong quá trình học, các bạn có điều gì cần giải đáp thì hãy để lại câu hỏi dưới các clip. MyFan hứa sẽ dành thời gian để trả lời và tư vấn cho các bạn hiểu rõ hơn. Trong bài học này, MyFan sẽ nhắc lại những kiến thức cơ bản mà các bạn cần nắm vững. Đầu tiên là các bạn cần phân biệt các loại da. Cũng như Mai đã nói rất kỹ, muốn trang điểm đẹp, các bạn cần phải hiểu làn da của mình thuộc da gì. Tiếp theo là các bạn cần phải hiểu gương mặt chúng ta thuộc dạng gương mặt như thế nào để chúng ta có được những bước trang điểm hoàn hảo nhất. Hơn nữa, các bạn cần hiểu rõ về bộ dụng cụ trang điểm cũng như là các loại mỹ phẩm cần thiết. Trong phần cuối cùng, Mai Phan đã hướng dẫn một số phong cách trang điểm. Các bạn có thể tùy ý biến tấu các tông màu theo sở thích của mình để có được một diện mạo hoàn hảo nhất. Toàn bộ nội dung khóa học đã được Mai Phan đúc kết lại sau hơn 10 năm kinh nghiệm. Nếu có phần nào các bạn chưa hiểu thì hãy nói ra để Mai Phan được giải đáp thắc mắc nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi khóa học của Mai Phan. Mai Phan chúc các bạn luôn xinh đẹp, tỏa sáng và tràn đầy hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn ở khóa học sau.